Nghị quyết số 55 NQTU ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là chủ trương lớn của Đảng nhằm định hướng dài hạn chiến lược an ninh năng lượng nói chung, sự phát triển bền vững, ổn định của ngành năng lượng Việt Nam nói riêng. Việc triển khai hiệu quả nghị quyết số 55 NQTU của Bộ Chính trị và nghị quyết số 140 NQCP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 55 NQTU là yếu tố quan trọng đảm bảo phát triển bền vững ngành năng lượng và an ninh năng lượng, tiến tới đưa Việt Nam trở thành một quốc gia sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng. Báo cáo tổng kết việc thực hiện chương trình mục tiêu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2015 cho thấy, Việt Nam đã đạt được những thành tựu bước đầu rất khả quan nhằm cải thiện chất lượng sử dụng năng lượng. Chúng ta đã ban hành và tổ chức triển khai luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào năm 2010 và các văn bản dưới luật gồm các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 tại quyết định số 280/QĐ-TTg. Chương trình quốc gia đặt ra hai mục tiêu với trọng tâm cải thiện chất lượng sử dụng năng lượng tại tất cả các ngành, lĩnh vực của Việt Nam, tạo tiền đề đưa ngành năng lượng Việt Nam phát triển bền vững, ổn định, phục vụ hiệu quả việc phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Mục tiêu đầu tiên của chương trình quốc gia là tiết kiệm từ 8 đến 10% lượng năng lượng cần thiết để phát triển đất nước theo kịch bản phát triển bình thường. Mục tiêu thứ hai là thay đổi hành vi sử dụng năng lượng của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và trách nhiệm. Có thể khẳng định, cùng với luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban hành năm 2010, nghị quyết 55 NQTU ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chỉ thị số 20/CTTG ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, sự ra đời và triển khai chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 đã cho thấy tầm nhìn chiến lược và chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.